Chào các bạn, đây là kênh tìm hiểu chữa bệnh bằng thuốc nam. Các bạn hãy đăng ký kênh để thường xuyên được cập nhật tin mới nhất. Suy nhược cơ thể do thận dương hư thường gặp ở người cao tuổi, đại tiện lỏng mãn tính, suy nhược thần kinh, hưng phấn giảm. Người bệnh thường sợ lạnh, chân tay lạnh, lưng gối mỏi yếu, răng lung lay, di tinh, hoạt tinh, liệt dương, tiểu tiện nhiều lần, xuyễn, tai ù, đại tiện lỏng về buổi sáng, ngũ ca. NS tả, mạch trầm trì nhược. Phương pháp chữa là ôn bổ thận dương. Dùng một trong các bài thuốc. Bài 1, hữu quy hoàn, lục giác giao 12g, thục địa 16g, sơn thù 8g. Hoài sơn 8g, độ trọng 12g, đương quy 8g, kỷ tử 10g, thỏ ti tử 8g, nhục quế 8g, phụ tử chế 8g. Sắc uống ngày 1 thang. Chữa mệnh môn hỏa suy, suy nhược thần kinh thể thận dương hư, đau lưng, mỏi gối, lưng và chi dưới lạnh, liệt dương, hoạt tinh. Cốt toái bổ, trái, và cẩu tích, phải, là hai vị thuốc trị suy nhược do thận dương hư. Bài 2, kim anh tử 12g, độ trọng 12g, long nhãn 12g, khiếm thực 10g, quy bản 10g, hoài sơn 12g, hà thủ ô 12g, ba kích 10g, cao ban long 10g, thục địa 12g. Sắc uống ngày 2 thang. Bài 3, thục địa 16g, hoài sơn 12g, sơn thù 12g, đan bì 8g, phục linh 8g, trạch tả 8g. Quế nhục 4g, phụ tử chế 8g, ngưu tất 8g, sa tiền tử 8g. Sắc uống ngày 1 thang. Chữa viêm thận mãn tính thể thận dương hư, đau lưng mỏi gối, chi dưới phù, tiểu tiện ít. Bài 4, thục địa 16g, hoài sơn 12g, sơn thù 12g, đan bì 8g, phục linh 8g, trạch tả 8g, quế nhục 4g, phụ tử chế 8g. Sắc uống ngày 1 thang. Chữa đau lưng, mỏi gối, lưng và chi dưới lạnh, tiểu tiện nhiều lần, chữa viêm thận mãn tính, đái tháo đường, suy nhược thần kinh thể thận dương hư. Bài 5, bồ câu non 1 con, chim sẻ 5 con, đậu đen 120g, phá cố chỉ 120g, thỏ ti tử 120g. Làm sạch sấy khô tán bột. Ngày uống 15-20g với rượu. Chữa thận dương hư, liệt dương. Bài 6, ba kích 1kg, hoài sơn 1kg, liên nhục 1kg, sâm bố chính 1kg, đậu đen 0,5kg, thỏ ti tử 1kg, lục giác 1,5kg, hoàng tinh 0,5kg, tục đoạn 0,5kg, cẩu tích 0,5kg, cốt toái bổ 0,5kg, đường 2kg. Sấy khô, tán bột làm viên. Ngày uống 20g. Chữa thận dương hư, di tinh liệt dương. Bài 7, cao châu cổ 4kg, đậu đen 4kg, rượu vừa đủ 5 lít. Châu cổ và đậu đen nấu 2, 3 lần, hợp nước sắc khô lại thành 3 lít cao lỏng cho rượu thành 5 lít. Ngày uống 3 lần trước bữa ăn, mỗi lần 15ml. Chỉ thiếu máu, di tinh, đau các khớp mãn tính do thận hư.